Sữa rửa mặt Simple là dòng sữa rửa mặt đình đám của Nhật được nhiều chị em teen dùng nhiều lắm. Nhiều bạn rất phân vân không biết liệu có hợp với da của mình không, chứ còn lên mạng đọc thì thấy ai cũng khen nhiều lắm. Trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình sẽ cho bạn biết sữa rửa mặt Simple hợp với da nào, để bạn yên tâm mua về dùng mà không lo phí tiền vì không hợp nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Với độ pH 5.5, sữa rửa mặt Simple dùng cho mọi loại da. Da dầu, da có mụn, da hỗn hợp và da khô đều có thể dùng sữa rửa mặt Easy Simple màu trắng. Sản phẩm có tác dụng làm sạch bề mặt da và lấy đi bụi bẩn và dầu thừa trong lỗ chân lông, giúp da mặt thông thoáng. Nhờ vậy mà hạn chế tình trạng da lên mụn, da dễ hấp thụ các tinh chất dưỡng hơn. Để yên tâm hơn thì mình cũng khẳng định là da dầu hay da nhạy cảm và có mụn đều có thể xài được rửa mặt Simple này nhé. Vì bên mình chuyên bán sữa rửa mặt này nên có được mọi thông tin phản hồi từ nhiều khách hàng đã sử dụng. Bạn chỉ cần mua được đúng hàng chính hãng là yên tâm sử dụng nhé. Vì mua phải hàng giả thì hậu quả khó lường, có nhiều người dùng phải hàng giả khiến cho da bị tổn thương, rồi mãi mà vẫn không trở lại bình thường như trước được, thật sự buồn và tiếc nuối, chưa kể tốn quá nhiều tiền để chữa trị nữa. Mà tìm không đúng người thì chưa chắc đã trị khỏi nữa. Công dụng tuyệt vời của sữa rửa mặt Simple là làm sạch sâu, nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, kem chống nắng và da chết trên da hiệu quả. Bên cạnh đó với độ pH lý tưởng để tạo môi trường lý tưởng, cho da phục hồi các tổn thương từ môi trường bên ngoài. Tính năng nữa được nhiều chị em ưa thích là tăng cường độ ẩm cho da, giúp da mịn màng, mượt mà hơn. Và sữa rửa mặt Simple cũng làm sáng và đều màu da hiệu quả lâu dài. Ngoài ra nó còn hỗ trợ điều trị mụn và các sưng viêm do mụn, thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Cũng như công dụng khác là chống oxy hóa, từ đó ngăn ngừa việc hình thành các nếp nhăn chảy xệ trên da giúp cho bạn trông ngày càng trẻ trung hơn. Sữa rửa mặt Simple hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Simple hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.